Mình là Cộc Cộc và chào mừng các bạn đến với Tinder, tin hay mỗi ngày. Lợi dụng mùa lũ, dắt cá đi dạo. Chú mèo ăn trộm thịt gà và chạy trốn. Loài ốc sên lớn nhất thế giới. Tại sao những chú ngựa lại bị bịt mắt? Tất cả có trong Cộc Cộc Tinder. Và một mùa lũ lụt khoảng 6 tháng trước, lợi dụng cảnh nước lụt ngập trời, lợi dụng lòng tin của bà con đang gồng mình khổ sở chống lũ, có một nghệ sĩ hài giấu tên này đã ngang nhiên dắt một con cá đi dạo. Chú mèo này ăn trộm một miếng thịt gà và khi bị phát hiện, chú mèo lại cố gắng chạy trốn một cách ngu ngốc. Hà Sinh Ba, mày làm gì mẹ tao? Chú mèo này vừa ngủ vừa mơ vừa nói. Ốc sên châu Phi là loài ốc sên lớn nhất thế giới. Nó có thể to và dài bằng một cẳng tay đấy. Đúng là châu Phi có khác. Cái gì, con gì cũng phải to bằng cổ tay. Anh em nhỉ? Có một người đăng một chiếc video lên mạng và rất nhiều người comment rằng tại sao chú ngựa lại bị bịt mắt thế này? Sao trông nó lại như thế này? Làm sao? Lý do là vào mùa xuân và mùa hè có rất nhiều loài côn trùng khó chịu bám vào mắt ngựa nên mới có những tấm vải quấn đầu chúng để bảo vệ chúng. Chúng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách bình thường. Chú bịt này là chú phải nhắm mắt luôn. What? Chỉ được ngửi với lại chỉ được liếm thôi. Còn các bạn, hãy nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân nhé. Đây là cảnh ở trong buồng điều khiển của cần cầu xây dựng. Yeah! Cá mập Baskin hay còn được gọi là cá nhám, được tìm thấy cạnh một tàu du lịch. Chúng hoàn toàn vô hại và nó là loài cá mập lớn thứ hai trên thế giới. Đến đây là hết Tinder rồi. Mong các bạn cảm thấy thích thú và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác nhé.